Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức sáng nay đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Theo đó, 6 tháng cuối năm 2021, quận tập trung thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống kiểm soát dịch COVID-19 với phương châm phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tích cực đôn đốc công tác thu ngân sách, tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ, tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị đất đai, xây dựng ngăn chặn và xử lý nghiêm việc lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, sai phép lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Duy trì tốt các hoạt động văn hóa xã hội gắn với triển khai thực hiện chương trình thành phố 5.0, ba có và chủ trương xây dựng văn hóa văn minh đô thị, tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, bổ sung quy chế hoạt động của các cấp ủy Đảng cho phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.